Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ gửi tới quý vị một căn nhà rất là gần với trường Đại học Thể dục Thể thao mọi người nha. Cụ thể thì cái căn nhà này nó thuộc Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội. Từ vị trí căn nhà này nó rất là gần với quốc lộ 6, gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với lại cầu Mai Lĩnh, đi lại giao thông khá là thuận tiện. Căn nhà này ô tô đi qua cửa quý vị ạ. Và ở đây thì có là 9 căn nhà thì đã bán 4 căn rồi, chỉ còn 5 căn thôi mọi người ơi. Căn lô góc này thì đã bán rồi và ngoài sẽ quay căn này gửi tới quý vị với cái thông số nhà như sau. Diện tích là 35m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Hướng nhà của cái căn nhà này là hướng đông nam mọi người ạ. Và với cái căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Với phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế lớp cửa, đây mọi người có thể nhìn thực tế giúp em, ở kính ở bên trong và ở đây, nó là cửa sắt sơn tĩnh điện, đã có kính ở đây rồi. Tiếp theo mời mọi người theo em vào cái phần phòng khách của ngôi nhà. Với phần phòng khách của ngôi nhà đã được hoàn thiện, căn nhà này thì chỉ việc xách vali về và ở thôi. Giá chào bán của căn nhà 2.200.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được luôn. Thiết kế của ngôi nhà khá là hợp lý, ô tô đi qua. Giá chào bán thì Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, nó rất là gần với lại trường Đại học Thể dục Thể thao, gần với lại trường mầm non, tiểu học, đi lại thuận tiện. Với quý vị nào mà đang làm khu vực quận Hà Đông hoặc quận Thanh Xuân thì cái căn nhà này cũng khá là hợp lý để quý vị có thể chọn lựa. Bởi vì từ cái căn nhà này mà đi lên cầu Trắng Hà Đông thì nó rơi khoảng tầm 8 km mọi người nha, cách với bến xe Nghĩa khoảng tầm 4.5 km mọi người ạ. Tiếp theo với cái phần phòng khách ở đây, mọi người có thể nhìn thực tế rồi, thì ở đây có một phòng vệ sinh. Với cái phần phòng vệ sinh này thì thiết kế đầy đủ về bồn cầu cũng như vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của cái căn nhà. Căn nhà này thì nó cách với lại quốc lộ 6 nó khoảng tầm 300m mọi người ạ. Rồi mời mọi người theo em vào cái phía phòng bếp của ngôi nhà, khá là rộng. Đây, với phần phòng bếp của ngôi nhà đây, thiết kế khá là chỉn chu mọi người ơi. Đó, tủ bếp đã được hoàn thiện xong hết rồi. Với cái phần không gian đây là cái phần để tủ lạnh nhé mọi người. Đây, quý vị nào mà có tủ lạnh side by side thì lắp cho Ngọc Ánh cũng được. Và đây là cái phần phòng bếp ở đây. Phụ kiện bếp đi kèm đều được thiết kế đầy đủ hết rồi. Mặt bếp ốp đá đen granite. Đó, chậu rửa, vòi rửa thiết kế toàn bộ là chất liệu inox 304 mọi người nhá. Đó, cái không gian phòng bếp cũng có thể kê được ở đây cho mình một bộ bàn ăn nho nhỏ ạ. Tiếp theo, toàn bộ tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang mọi người có thể nhìn giúp Ngọc Ánh từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà, thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4 để khám phá tiếp theo căn nhà này như thế nào. Bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì Ngọc Ánh vừa chia sẻ với mọi người rồi. Căn nhà này hướng nhà là hướng đông bắc, thiết kế là 35m², mặt tiền 3m rưỡi, mặt hậu 3m rưỡi, dài 10, rất là vuông vắn mọi người nha. Đó, với cái tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, gồm 2 phòng ngủ trước và sau, cầu thang ở giữa, nhà vệ sinh ở giữa. Đây là căn phòng ngủ đầu tiên ở phía bên ngoài. Đây mọi người có thể nhìn thấy thực tế luôn, cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Trong phòng ngủ này thiết kế hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Đó. Mọi người ơi, với cái sàn phòng ngủ này thì chủ nhà thiết kế toàn bộ là sàn gỗ công nghiệp mọi người nha, với cái màu khá là tươi. Tiếp theo với cái cửa thông phòng của ngôi nhà đây ạ. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ, rất là chắc chắn. Phòng ngủ này cũng rất là rộng để dễ dàng kê cái đồ nội thất ở phía bên trong. Tiếp theo, đây là căn phòng ngủ thứ 2 ở phía tầng 2. Căn phòng ngủ ở phía bên trong đây mọi người ơi. Đây ạ. Đấy, cũng được thiết kế hệ thống trần thạch cao. Toàn bộ cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là tông màu trắng. Cửa sổ của căn bên trong đây mọi người này, nói chung là thông thoáng. Cửa sổ nào chủ nhà cũng thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong nó là cửa inox 304. Về cái độ thẩm mỹ cũng như là cái an ninh an toàn cho ngôi nhà thì mọi người hoàn toàn yên tâm nhé. Đây, cửa thông phòng này ạ. Đó. Tiếp theo, ở phía tầng 2 của ngôi nhà Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, cầu thang giữa và phòng vệ sinh ở giữa thì đây. Đây chính là cái phòng vệ sinh. Mọi người nhìn thực tế này, nhà phòng vệ sinh này thì thiết kế cũng khá là rộng đấy mọi người nhá. Đó.
hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, bồn cầu liền khối này, lavabo, bàn đá. Căn nhà này chỉ việc xách vali về và ở được luôn. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp đây ạ. Đó. Nói chung Ngọc Ánh review rất là cụ thể, rất là chi tiết, mọi người có thể hoàn toàn yên tâm về cái giá cả đường hướng nha mọi người. Có sao thì em chia sẻ thế và mọi người cứ cân nhắc thật là kỹ, xem video thật là kỹ trước khi mà muốn được tư vấn và muốn được đi xem nha. Xin mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3, 4 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì được thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là ngôi nhà này đã có 4 phòng ngủ riêng rồi mọi người ơi. Đây, thiết kế giống hệt như tầng 2 thôi, phòng ngủ trước, sau nhà vệ sinh ở giữa. Đó. Căn này rất là thoáng, ngập tràn ánh sáng vào phía trong cái căn nhà này. Phòng ngủ nào cũng được thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Đây, tất cả các phòng ngủ đều được lát sàn gỗ. Đây là phía bên ngoài. Đây ạ mọi người nhá. Đó, 4 phòng ngủ rộng, tất cả đều là thông thoáng, hướng đông bắc thì cũng rất là mát. Và đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây, y như tầng 2. Tầng 1 một phòng vệ sinh, tầng 2, tầng 3 mỗi tầng một phòng vệ sinh. Như vậy cái căn nhà này thiết kế phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh rồi. Vậy thì tầng 4 thiết kế ra sao? Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế như sau. Đây là cái khu vực để máy giặt mọi người ạ. Đây ạ. Sàn thoát nước này, ống thoát nước này, ổ cắm của máy giặt. Đây là cái phần phòng thờ của ngôi nhà mọi người nha. Đấy, phòng thờ rất là thông thoáng. Và phần còn lại của ngôi nhà đó là phần sân phơi. Đây, đây chính là phần sân phơi. Và quý vị ơi, căn nhà này nó sẽ khác với một số căn nhà mà Ngọc Ánh thường xuyên quay. Đó là ở đây chủ nhà thiết kế luôn cho mình một cái mái để chống nóng rồi nha. Đó, từ vị trí căn nhà này mà cách với trường đại học thể dục thể thao thì nó khoảng tầm 300m thôi mọi người ạ. Rất là thuận tiện, đi lại cũng khá là ok. Hôm trước cũng có cô chú hỏi Ngọc Ánh là cháu có cái căn nhà nào gần với trường đại học thể dục thể thao không thì giới thiệu cho cô chú. Thì đây là cái căn nhà mà ngoài ra xung quanh ở đây thì Ngọc Ánh cũng còn khá là nhiều nhà đang vào hoàn thiện. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888011444 mọi người nhá. Và mọi người xem video của em thì nhớ like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người yêu quý của em ở những video sau.